bạn với kênh trên đồ của Thảo của Beta TV nha. Hôm nay giao con 5018. Hỏi cha mình về đâu các bạn? Về sắp tối luôn. Chủ mới qua luôn các bạn, chủ đang đi làm kia các bạn. Đẹp như các bạn. Thấy không? Sắp tối mà mặt đèn lên sáng như các bạn. Để mình tắt độ sáng cho các bạn coi nào. Đưa giờ một quá là ngay nha. Đưa giờ một quá là ngay nha các bạn. Hello. Đưa về một quá là mang nha các bạn. Nhớ chiều đang về máy qua nha các bạn. Về máy ra nè. Nó chạy tới nhanh lắm các bạn ơi. Đi mau. Máy ngon không các bạn? Đấy. Máy ngon không? Lợi luôn. Đây là cái đèn nhìn bên phải nó sáng nha các bạn. Chủ vừa mới xuống rồi thấy con này đẹp quá. Vừa giá quốc luôn nha các bạn. Ôi mua luôn nha các bạn. Tối bạn không thấy rõ nha các bạn. Máy này là hỏi suy nghĩ luôn bạn ơi, nó đẹp từ trên đi ra ngoài luôn. Cái này là đấy nha các bạn, con vô ngủ này nó mình yếu nha các bạn, cái đời không được rồi, bị cục cung lắp điện nha các bạn. Đèn bốn cứng ra nha các bạn, này là anh của mình nha các bạn, anh họ của mình nha các bạn. Máy con ngữ này cũng mới quậy các bạn, con này mới quậy các bạn ơi. Mình muốn quay cho bạn sáng để chờ mình quay cho các bạn con này, và con này sẽ ra nha các bạn.
đẹp lắm nha các bạn. Lên xe luôn. Hạ dưới cầu xuống lên xe lắm nha các bạn. Đầu không nha, rồi 2-3 ngày nữa chủ qua lấy nhạc xế luôn các bạn. Cái đèn này bạn các bạn. Này chủ nè các bạn. Ba người chủ nha các bạn. Không biết ai người chủ nữa. Mình quay cho các bạn thôi. Thấy chưa? Rồi điện kia có mua không? Để điện luôn. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn nào hát thì chụp like, share nhớ vào cái chuông này để được sự thông báo của kênh mình nha. Tạm biệt các bạn.